Em xúc động quá, rất là vui mừng và nói chung là lúc này thì không biết phải diễn tả cái cảm xúc như thế nào ạ, bởi vì là 15 ngày qua đối với em thì quá tuyệt vời. Buổi sáng ngày hôm nay thì em có làm một bài thơ để gửi vào team 68 của chúng em. Thì ngay bây giờ thì em xin phép được đọc bài thơ này ạ, bởi vì em cũng không hề biết là mình sẽ giành được một cái giải thưởng tuyệt vời với 1.600 các bạn IP mới ở đây. Thì em xin phép được đọc bài thơ trước ạ, sau đó thì sẽ chia sẻ cái phần cảm nghĩ của mình ạ. Vâng, bài thơ này em xin tặng cho tất cả các anh chị em K4, thầy Thái, cô Ngọc, cùng tất cả các anh chị em cộng đồng SE ạ. 2 ngày không Zoom tự dưng thấy nhớ, nhớ team 68 thân thiết một nhà, nhớ giọng nói ôn tồn điềm đạm của anh Nguyễn Trung Hòa, mến vẻ thâm trầm sâu sắc của anh Lý Đình Quân, yêu nụ cười Phượng Uyên trong như sương mai buổi sớm, nhớ chị Diệu Hằng dịu dàng sâu lắng, ánh mắt cô Thoa đôn hậu tựa mẹ hiền, nhớ Tố Uyên hồn nhiên rất thật, cô giáo Tư hiền lành như lúa như ngô, nhớ anh Trần Minh đầu tóc phất phơ, bữa học bữa không vào ra bận rộn, vài gương mặt thoắt ẩn thoắt hiện, thương nhau rồi nhớ mặt nhớ tên, 15 ngày đến hẹn lại lên, học những yêu thương vun bồi trí tuệ, đi một cuộc trường chinh với tên gọi đổi thay, yêu cuộc đời tha thiết đắm say, tim lại đập như tháng ngày tuổi trẻ, biết ơn thầy Thái với giấc mơ thế hệ, nghị lực chui rèn sáng trí tuệ Việt Nam, đạo đức vun bồi để giáo dục sang trang như ước mơ của mỹ nhân Khánh Ngọc, để các trò say mê chăm học, thầy cô vẹn toàn sáng tuệ sáng tâm, mến thương tặng những lời tri ân, teacher Ken Bay miệt mài tận tụy, biết ơn những người trong team phụng sự luôn hết mình vì lớp học chúng ta, cảm ơn nhé bạn bè thầy cô, cảm ơn SE cộng đồng trí tuệ, mong yêu thương cứ nối dài như thế, vươn lên nào mạnh mẽ Việt Nam. Vâng, đây là bài thơ em tặng cho nhóm 68 của em trong buổi sáng ngày hôm nay ạ. Và em rất là vui mừng vì mình đã đạt được cái giải thưởng này. Nhưng mà em nghĩ rằng là cái quan trọng hơn tất cả là những cái giá trị mà em đã nhận được ở cái khóa học này. Thì em xin chia sẻ là em tên là Nguyễn Thị Thủy ạ. Em là một cô giáo tiểu học, năm nay 41 tuổi. Em hiện em đang công tác tại Hà Nội ạ. Thì em vô cùng là xúc động, bởi vì là trước khi mà có cái hành trình này thì em cảm nhận rằng là đúng khi học cái bài của thầy Ken Bay thì em thấy rằng là em chính là cái mẫu người số 1, mẫu người hành động ạ, à, bởi vì em đã tự chốt mình vào SE ạ, à, không có ai chốt em cả. Sau khi dạy để theo dõi Zoom sáng khoảng 1 tuần cộng với việc tham dự một cái buổi lễ giống như thế này của K3, và em đã cùng với việc theo dõi cái Facebook của cô Khánh Ngọc đấy, và em đã tự tự đăng ký vào cái link của cô Khánh Ngọc và tự chốt mình vào SE, và sau đó thì em đã học tập cùng với team 68 của em ạ. Đó là một cái team vô cùng tuyệt vời, một cái team vô cùng thân thương mà mỗi ngày mà không gặp nhau thì rất là nhớ ạ. Đặc biệt là em nhận được cái sự trợ giúp từ team coach của em là anh Nguyễn Trung Hòa, bởi vì là em ở đấy là giống như là hơi bơ vơ một chút, bởi vì là tất cả mọi người thì đều thuộc team của anh Hòa, chỉ có em thì thuộc team của cô Ngọc, tuy nhiên là em cũng mọi người rất là hỗ trợ em, và em cũng tự nhận và tự biết ơn cái sự nỗ lực cố gắng của mình, tự quyết ra quyết định. Và em thấy rằng là khi mà chúng ta đủ chỉ trí tuệ, chúng ta đủ cái sự cảm nhận, thì em cảm nhận rằng đây chính là một cái cộng đồng vô cùng tuyệt vời mà em đã dành cho mình một cơ hội, em đã quyết định chốt mình rất là nhanh và em đã được vào. Và khi vào thì
với một cái tinh thần học tập không ngừng nghỉ thì em đã em học rất là chăm, em tự nhận mình là con ong chăm chỉ. Những cái bài tập phần đầu của Teacher Can Bay ấy là em làm rất là cần mẫn và thậm chí là sáng tác rất đẹp. Em có gửi cho cô Ngọc vài cái đoạn bài tập em làm, thậm chí là em làm rất là công phu, và mỗi lần làm như thế thì là một cái lần cơ hội để cho em học tập. Và khi học tập được rồi thì em đã ngấm được cái những cái kiến thức cộng với những cái sự tin tưởng của mình, cộng với sự tự tin của cá nhân của mình. Sau nhiều năm đứng ở trên lớp học thì em đã mạnh dạn chia sẻ và những cái giá trị, và em đã đi theo cái cách mà các thầy cô đã hướng dẫn, và em cũng không nghĩ là mình lại có thể đạt được những cái điều tuyệt vời như thế. Nên là em qua đây thì em cũng muốn nhắn nhủ với tất cả mọi người là khi chúng ta đã có con đường rồi, khi chúng ta đã có những người thầy vô cùng là tuyệt vời rồi, thì các bạn hãy bước đi, hãy tự tin, hãy rèn luyện bản thân mình để có thể có được cái quyết định rất là sáng suốt. Đó là cái cách mà em đã làm cùng với team của em và đã nhận được những kết quả như vậy. Bên cạnh đó thì em cũng vẫn rất muốn là chia sẻ về cái khía cạnh nghề nghiệp, bởi vì là khi mà đi chia sẻ với rất là nhiều người thì em cũng nhận được, nói như thầy Ken Bay lúc nãy, là em cũng nhận được rất nhiều lời từ chối. Và mọi người thường nói rằng là không có thời gian hoặc là bận rộn, rồi là muốn thay đổi thì còn khó khăn lắm, còn phụ thuộc vào điều này thì điều kia, cơ chế chính sách. Nhưng mà với cá nhân em thì em luôn nghĩ rằng là khi mà mỗi người chúng ta ý thức về bản thân và tự nhận thức, chúng ta không thể thay đổi được hệ thống, chúng ta không thể thay đổi được những thứ ngoài kia, nhưng chúng ta có thể thay đổi được bản thân mình. Khi thay đổi được bản thân mình thì mọi điều sẽ đến với chúng ta. Trong quá trình dạy học em cũng vậy, có những lúc, có những thời gian em cũng cảm thấy cô đơn, bởi vì đôi khi mình thấy mình làm như kiểu hơi khác người ấy. Những cái bài học em lại là dạy lớp 1 nữa, mình có thể làm những cái điều mà hơi khác một chút. Tuy nhiên là em cũng là, em tự nhận em là người may mắn, thì cái công việc hiện tại của em nhận được rất là nhiều cái sự đồng thuận từ các vị lãnh đạo của em, các thầy cô trong tổ nhóm. Thế nên là cái việc sáng tạo của mình vô cùng là tuyệt vời, và em nghĩ rằng là khi mà mình cứ trau dồi, mình học tập, mình yêu thương, mình cho đi những cái giá trị thì chắc chắn mình sẽ nhận được, mình sẽ có cơ hội để thể hiện mình. Và một cái điều vô cùng tuyệt vời nữa mà em nhận được ở đây đó là về cái khái niệm về việc bán hàng. Em mới nhận ra rằng là trước đây em hiểu cái chữ bán hàng nó vô cùng là hạn hẹp, tức là mình chỉ nghĩ rằng là có một cái gì đó mang ra chợ kia bán thì là bán. Nhưng bây giờ mình hiểu rằng cái công việc của mình thì nó vô cùng cao quý, và em tự hứa là em sẽ làm việc với tinh thần của một doanh nhân. Lớp học của em năm tới sẽ là cái doanh nghiệp của em, các con, các bạn đồng nghiệp, cả phụ huynh sẽ là những khách hàng tuyệt vời của em. Và những cái giá trị em cho đi sẽ là trí tuệ, sẽ là yêu thương, sẽ là cảm xúc, sẽ là tin tưởng. Và em tin rằng là những vị khách hàng của em thì chắc chắn cũng sẽ chờ đón cái sự đổi thay, cái sự bứt phá trong năm học tới. Thế và đặc biệt nữa, em nghĩ trong gia đình chúng ta cũng nên duy trì cái suy nghĩ như vậy. Vợ chồng con cái đó cũng là những cái doanh nghiệp của mình, và khi mình xác định đó là cái doanh nghiệp của mình làm với tinh thần khởi nghiệp, mình sẽ chăm chút nó, mình sẽ yêu thương nó, bởi vì không ai thì muốn mang những cái giá trị không tốt đến với những khách hàng của mình, đúng không ạ? Vâng, thế nên là em rất là cảm thấy rất là hạnh phúc, và em mong chờ rằng là rất nhiều nhiều thầy cô giáo hơn nữa, nhiều các bậc cha mẹ, nhiều phụ huynh, nhiều doanh nhân, nhiều người hơn nữa biết đến cộng đồng SE để mọi người có thể là được học những cái giá trị, và người ta để vào đây để có thể trưởng thành hơn. Và một lần nữa thì em xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc tới thầy Thái, tới cô Khánh Ngọc yêu quý của em. I would love to say thank you teacher Ken Bay. And em muốn chúc cho tất cả mọi người trong cộng đồng SE rèn đạo đức, trí tuệ, nghị lực để có thể vững bước trên những cái con đường mà mình đã chọn, và cũng như là luôn bình an, hạnh phúc, an lạc, thịnh vượng trong cuộc sống của mình ạ. Em xin cảm ơn, em xin hết ạ. Bạn muốn tham gia cộng đồng Startup Education, hãy quét mã QR code và để lại thông tin. Chúng tôi sẽ liên hệ hỗ trợ bạn. Cảm ơn bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu bạn thấy hay, hãy nhấn đăng ký kênh và nhấn like cũng như chia sẻ video này đến với mọi người.